là Hana Ái Han Trần, khoa học gia, khoa học xét nghiệm, 32 năm kinh nghiệm, nhưng mà từ tháng 3 2013 thì mình đã phục vụ cho New Skin, tại vì New Skin, khoa học của New Skin là một đam mê của mình, thì mình theo đuổi cái đam mê của mình là giúp cho mọi người có sức khỏe tốt hơn, và lẽ nhiên giúp cho chính mình có sức khỏe tốt hơn và gia tăng chất lượng cuộc sống của mình, là sức khỏe tốt hơn và tài chính sung túc hơn. Và thật sự là gần 2 năm nay rồi mình đã về hưu, gần như về hưu hẳn các bạn. Mình năm 2017 mình ở bên Việt Nam 7 tháng rưỡi để săn sóc mẹ mình. Rồi năm nay, từ đầu năm tới giờ mình đã ở Việt Nam, bây giờ là chuyến này mình đi mình ở 2 tháng. Cái này nói ngoài đề một tí, nhưng mà mình xin phép các bạn nói để các bạn thấy đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời cho những bạn nào đã và đang làm New Skin. Thì đề tài hôm nay là bệnh tiểu đường và phòng chống và hỗ trợ quý vị nha. Thì các bạn sẽ ngạc nhiên là bệnh tiểu đường vô cùng thông dụng là như thế này. Là hiện giờ đó, theo cái tài liệu mình đọc này, là mình soạn cái bài này cũng khá lâu, thành ra mình nghĩ là cái tài liệu mình đọc này là từ cái Med Club Side của cái hội nghị American Medical Associates đó, với lại một phần của Dr. Joseph Mercola và một vài của các thành phần khác. Thì mình tụ tập tin tức ở đây, thì nói tóm lại là hơn 90 triệu người ở Hoa Kỳ đang mắc bệnh tiểu đường quý vị, hoặc là tiền tiểu đường, một trong hai người, thậm chí không biết là họ có điều kiện để đang bị tiểu đường. Và các tác động lâu dài có thể dẫn đến tiểu đường đó, có thể dẫn đến chứng mù là 1, đau tim là 2, đột quỵ là 3 và tử vong lẽ nhiên là 4. Thì cái cách nói tóm sơ sơ lại đó là để phòng ngừa tiểu đường quý vị, là mình tăng cái cách ăn uống, mình tăng lượng chất xơ của mình lên và mình giảm cái lượng carbohydrate mà mình ăn hàng ngày, và mình ăn thêm nhiều vô chất béo tốt, chất lượng cao trong chế độ ăn uống của mình, là ba cách đơn giản và hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ba cách là gì? Cách thứ nhất, mình lặp lại, tăng cái chất lượng xơ mà mình ăn. Tí nữa mình nói chất xơ là những chất gì nha quý vị. Chất xơ tiếng Anh nó gọi là fiber, F-I-B-E-R, còn tiếng Việt gọi là chất xơ. Cái thứ hai là giảm lượng carbohydrate, tức là các chất tinh bột, và một số rau cũng là carb nữa quý vị nha. Là cái thứ hai, và cái thứ ba là tăng chất béo tốt cho mình. Thì chỉ có vậy thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi, là để phòng ngừa bệnh tiểu đường cho mình. Tại vì cái nguy cơ hiện bây giờ là hội nghiệp y khoa của Mỹ, Hoa Kỳ đã nói rằng cứ một trong hai người là có nguy cơ bị tiểu đường, mà mình không biết là mình có nguy cơ đó. Là tại vì mình cứ tiếp tục mình ăn, mình để lâu thì mình sẽ bị thôi. Ăn sai đó, ăn bậy đó quý vị ha. Thì trong những năm vừa qua đó, cả nước Anh lẫn nước Mỹ đều trải qua sự gia tăng nhanh chóng số lượng người mắc bệnh tiểu đường. Thì năm 2003 đó, 11.6% đã bị chuẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường quý vị, tiền nha, 11.6%. Nhưng mà con số đó đã từ năm 2003 là 11.6 thôi, nhưng mà con số đó đã gia tăng gấp 3 lần trong năm 2011 đến 35%. Thì cái này là 2011 đã gia tăng 35% con người ngoài kia của chúng ta bị tiểu đường, thì bây giờ là 2018 thì quý vị tưởng tượng nhé. Thì cái này là họ nói tài liệu của nước Anh và nước Mỹ, nhưng mà người Việt Nam mình nghĩ là cao hơn, tại vì người Việt Nam ăn uống cực kỳ sai quý vị. Mình đang sống ở Việt Nam, mà sống Việt Nam 8 tháng năm ngoái, và bây giờ sống cũng được 2 tháng, gần 3 tháng rồi quý vị. Thì có nghĩa là mình hiểu tình trạng ăn uống của nước Việt Nam mình rất là cao. Mình đang ở Việt Nam quý vị nha. Thành ra nếu mà mình hay nói về Việt Nam là tại vì mình đang sống ở Việt Nam quý vị, và mình rất yêu nước Việt Nam, mình yêu dân Việt Nam. Nước Việt Nam thì hơi có vấn đề bây giờ. Xin lỗi. Thì bây giờ đó, những con số này cho thấy sự gia tăng của cái người bệnh tiểu đường bắt nguồn từ ngoài một nguyên nhân di truyền quý vị. Thành ra mình bị tiểu đường không phải là do di truyền nha quý vị ha. Mình nói về mặt lịch sử đó, thì sự gia tăng cái bệnh tiểu đường là đã được thúc đẩy bởi một chương trình dinh dưỡng và tập thể dục sai, được sướng khởi bởi một cái nghiên cứu của một cái study, tức là cái nghiên cứu gọi là 7 country, tức là 7 cái country họ nghiên cứu là trong quá khứ về lịch sử đó quý vị. Và cái nghiên cứu sai này xảy ra năm 1950 do một nhà kinh tế học tên là Enzo Key, ông này là PhD, và theo cái lối đề nghị của ông là làm tăng ăn nhiều carb, ăn nhiều chất carb, chất tinh bột, để mà và ăn giảm chất béo.
Thành ra cái sự mất cân bằng, cái sự ăn uống sai như thế này nó làm cho mất cân bằng về cái sự khả năng chống lại của bệnh tiểu đường với các cái ba cái hormone ở trong cơ thể mình, và do đó đã minh chứng từ năm 1950 tới giờ đó. Cái chương trình ăn mà ăn nhiều chất carb và ăn ít chất béo đó, tức là sợ chất béo và không ăn á, thì là sai từ năm 1950 tới bây giờ. Thành ra tại vì từ năm 1950 tới bây giờ đã có nhiều minh chứng là 35 tới tới năm từ năm hồi nãy mình nói đó 2003 là có 11,6 người bị tiểu đường, mà tới năm 2011 tới 35%, và bây giờ đang gia tăng nữa. Đó là lý do tại sao cái chế độ ăn uống mà ăn nhiều chất carb và ăn ít chất béo đó là sai quý vị ha. Thì đó là lý do mình đưa cho quý vị biết, nếu mà ngoài kia mình vẫn thấy còn nhiều người sợ ăn chất béo lắm. Chất béo không có độc cho mình đâu quý vị, chất béo tốt nhá, đừng có ăn chất béo xấu. Thì tí nữa mình sẽ nói chất béo tốt là cái gì cho quý vị biết nhá. Thì bây giờ đó, đây là câu nói mà rất là hay mà mình đọc trong cái tài liệu này quý vị. Sức đề kháng của tế bào, thì tiếng Anh nó gọi là, mình hay trộn tiếng Anh vô đây tại vì mình thấy ba bốn vị dược sĩ đã có mặt ở trên cái website này rồi hết quý vị. 233 quý vị, bạn đã có mặt ở trên đây, cảm ơn. Thì mình nói lại, sức đề kháng của tế bào, tức là cellular resistance đó, là nền tảng thực sự cho các vấn đề về tiểu đường và không phải là triệu chứng của lượng đường trong máu cao. Tức là lượng đường trong máu cao không phải là triệu chứng của tiểu đường, nhưng mà sức đề kháng của tế bào là nền tảng thực sự cho các vấn đề về tiểu đường quý vị. Thì sức đề kháng của tế bào từ đâu ra? Ok, thì mình nói nhiều rất nhiều về sức đề kháng, thì nó lại một cái đề tài khác về sức đề kháng, tức là chất chống oxy hóa. Thì sức đề kháng của tế bào có thể đo được nhờ cái công nghệ duy nhất độc đáo của công ty Pharmanex, cái này có chữ Pharmanex. Sức đề kháng của chúng mình có thể đo được từ cái máy này quý vị nhá. Trong vòng 30 giây quý vị có thể biết được sức đề kháng của mình, và từ đó mình biết cái nguy cơ tiểu đường của mình cao hay thấp quý vị ha. Thì cái này là cái tài liệu này là đọc từ một cái tài liệu mà nó không của cái cơ quan của cái website này, nó họ không có làm việc cho New Skin, họ không có liên quan tới New Skin, Pharmanex New Skin, nhưng mà nó trùng hợp với cái gì mình có. Thành ra cái đó là mình rất là vui mừng là vì vậy quý vị. Sức đề kháng của tế bào là nền tảng thực sự cho các vấn đề về tiểu đường và không phải là triệu chứng của lượng đường trong máu cao, tức là lượng đường trong máu cao không phải là bệnh tiểu đường, nhưng mà sức đề kháng của tế bào là nền tảng thực sự cho các vấn đề về tiểu đường ha. Cái đó là cái mà mình đọc mà mình rất là thích thú nha quý vị. Ngày xưa làm khoa học xét nghiệm thì mình thử máu, mình thấy người ta bị đường cao, mình nói à, bạn này đường cao trong máu, bị tiểu đường. Nhưng mà cái đó, đó nó không phải là làm cho bệnh tiểu đường. Cái đường cao là do cái sức đề kháng trong tế bào của mình bị thấp quý vị ha, minh chứng y khoa đàng hoàng nha. Rồi bây giờ đó, thì ba cái chất trong người mình có cái ba cái chất hormone mà nó liên hệ đến cái sự tạo ra tiểu đường của mình ha. Thì cái đó là insulin, ai cũng biết hết nha, và cái thứ hai ít người nào biết, nhưng bây giờ mình thông tin luôn là cái chất thứ hai là leptin. Các bạn nghe tiếng Anh á, thì các bạn cứ nhớ mà mờ thôi, rồi tí nữa mình sẽ nói ba cái tên đó từ đâu ra, thì quý vị cứ nhớ cái nguồn gốc sản xuất của nó. Nhưng mà bây giờ cứ nghe, insulin là một, leptin là hai, và ghrelin là ba ha. Thì cái chữ leptin đánh vần là insulin thì ai cũng biết rồi, insulin, còn cái chữ thứ hai là leptin đó là leptin, và cái thứ ba là ghrelin, tức là ghrelin. Ok, mình đánh vần ra tại vì có dược sĩ trên mạng thì họ muốn đọc thêm để mà họ nghiên cứu thêm cái chuyện nói chuyện của họ. Còn bây giờ các bạn cứ nghe và cứ cứ nghe biết sơ sơ được cái tên được rồi, nhưng mà khi mà các bạn nghe mình nói cái nơi sản xuất của nó đó, thì các bạn chỉ cần nhớ cái bộ phận là các bạn tự động nhớ thôi nhé. Thì cơ thể của mình đó là một cái sự kết hợp phức tạp của các hóa chất và của các cái hormone ha. Thì mặc dù có thể đó có xu hướng tin rằng các hormone kiểm soát toàn bộ tình trạng sức khỏe của mình, nhưng mà thực tế nó phức tạp hơn nhiều quý vị, và điều này rất là đúng với bệnh tiểu đường nhá. Cái điều thứ nhất á, là bạn có thể đã biết rằng bệnh tiểu đường là một chức năng của quá nhiều đường trong máu, nhưng mà nó thực sự là một chức năng của kháng lại insulin ở cấp độ tế bào của mình nhá. Thì insulin là một cái hormone tiết ra bởi tuyến tụy, tiếng Anh là pancreas, tiếng Việt gọi là tuyến tụy, mà nó có trách nhiệm là mở ra đường trong máu qua màng tế bào để sử dụng làm nhiên liệu bên trong tế bào của mình. Thì khi tế bào của mình trở nên kháng lại cái chất insulin á, thì đường á, tức là glucose là tiếng Anh á, thì là tiếng tiếng bình thường là đường á, sẽ ở trong máu mình. Khi tế bào của mình kháng lại cái chất hormone insulin, thì đường sẽ ở lại trong máu mình.
và do đó lượng đường trong máu mình gia tăng quý vị nhá. Thì một cái chức năng, cái điều số 2 nữa đó, cái là cái số 1 mình nói về insulin. Rồi cái số 2 hồi nãy mình nói đó là leptin, một chức năng, nó là một chức năng khác của cái sự tăng đường huyết cho mình, là sự kích hoạt sai của cái tín hiệu leptin, của cái hormone leptin. Thì leptin từ đâu ra quý vị? Leptin là một cái hormone mà nó được sản xuất bởi tế bào mỡ của mình. Thì leptin là ở trong mỡ, còn hồi nãy insulin là ở trong cái tuyến tụy của mình ha quý vị ha. Thì leptin á, cái chức năng của nó đó là nó sẽ nói với não của mình là mình đã có đủ chất béo được lưu trữ trong người mình rồi, và mình đã ăn đủ rồi, và cái chức năng của nó là đốt cháy calo cho mình với một cái tốc độ bình thường ha. Thì leptin không những chỉ hoạt động với sự trao đổi chất trong cơ thể mình, tức là metabolism đó quý vị, và các chất béo, nhưng mà nó cũng tham gia vào hệ thống miễn dịch của mình quý vị, và nó có khả năng sinh sản và điều chỉnh cái lượng, cái năng lượng mà mình đốt hàng ngày. Thì cái đó là chức năng của leptin, là cái hormone thứ hai mình nói trong ba cái hormone nói. Còn cái hormone thứ ba đó mà liên quan mật thiết nhất đối với bệnh tiểu đường đó, mà ít ai nói đến đó, nhưng mà nó là liên quan mật thiết nhất đối với bệnh tiểu đường, gọi là ghrelin, đánh vần là GHRELIN. Thì cái hormone này được tiết ra bởi cái lớp lót ở trong dạ dày của mình, và nó là cái hormone mà nó nói với não mình á là mình đang bị đói bụng quý vị ha. Thì cái ghrelin á là cái hormone mà tiết ra bởi cái dạ dày của cái lớp lót dạ dày của mình á, nó bị ảnh hưởng bởi hormone tăng trưởng. Có một cái hormone khác là gọi là hormone tăng trưởng đó, gọi là growth hormone trong cơ thể, và do đó nó hoạt động khác nhau ở người nam và người nữ quý vị ha. Thì mình nói sơ qua về ba cái hormone mà nó tạo ra, nó có liên hệ mật thiết đến tại sao mình bị tiểu đường quý vị nha. Ok, thì đây là ba cái hormone chính, ba cái hormone chính mà đóng một cái vai trò quan trọng trong sự phát triển bệnh tiểu đường của mình. Thì với cái sự báo hiệu sai của leptin á, leptin là cái chất mà nó tiết ra bởi tế bào mỡ của mình á, hoặc ghrelin là cái chất mà trong dạ được tiết ra bởi dạ dày của mình á, thì mình có thể với cái sự báo hiệu sai của cái hormone mà tiết ra bởi tế bào mỡ và tiết ra bởi dạ dày của mình, thì mình có thể ăn quá nhiều thức ăn ha, mà cho cái mức độ hoạt động và tốc độ trao đổi chất, tức là metabolism của mình á, dẫn đến sự tăng cân và béo phì cho mình quý vị nhá. Thì với cái chứng béo phì thường á, có phản ứng ở cái mức độ tế bào của mình á, thì nó ảnh hưởng với insulin và dẫn đến cái lượng đường trong máu cao, và do đó dẫn đến cái sự tiểu đường quý vị nhá. Ok, thì bây giờ đó là mình nói sơ sơ tại sao mình bị tiểu đường, thì nó nói sơ thôi, quý vị hiểu như vậy đủ rồi, còn đi sâu nữa thì mất nhiều thời giờ quý vị nhá. Thì bây giờ nói về tiểu đường và cơ thể của mình là như thế nào. Thì khi mà đường huyết cao đó, trong thời kỳ mang tính dinh, tại vì mình dinh dưỡng kém, dinh dưỡng sai và không có tập thể dục, và nó kéo dài trong một thời gian lâu dài, và nó gây ra tổn thương cho cơ thể của mình. Và cái thiệt hại như vậy đó của tiểu đường đó, nó sẽ thậm chí dẫn đến tử vong quý vị ha. Thì bạn do đó mình cần phải ăn kiêng và tập thể dục để chống lại những một cách tự nhiên, là đó là một cái cách ăn kiêng và tập thể dục là một cách tự nhiên mà có thể ngăn ngừa được bệnh tiểu đường. Ok, thì đây là những thiệt hại mà có thể mà mình sắp sửa nói ra đây, đó là 16 cái thiệt hại mà cái tiểu đường nó có thể là biến chứng phụ nếu mình tiểu đường rồi đó. Nếu mà mình bị tiểu đường rồi đó thì đây là những cái bệnh nó sẽ theo tiếp tục với tiểu đường. Ok, thì đó là thứ nhất, bệnh tim, là sau khi mình bị tiểu đường mình có nguy cơ bị 16 chứng bệnh này quý vị nhá. Bệnh tim là một, glaucoma là hai, thứ ba là đục thủy tinh thể, thứ bốn là bệnh võng mạc, và thứ năm là mù luôn, thứ sáu là bị nhiễm khuẩn một cách dễ dàng, thứ bảy là bị nhiễm nấm một cách dễ dàng hơn bình thường, và thứ tám là ung bú sinh sôi nảy nở bất cứ nơi nào trong cơ thể mình, kể cả trên da mình nữa quý vị ha. Và cái thứ chín là bệnh thần kinh tiểu đường, tức là tổn thương làm hư cái thần kinh của mình ha, rồi nó làm hư cái thần kinh của mình luôn nữa quý vị, bộ óc của mình đó. Và thứ 10 là bệnh thận, và thứ 11 đó là huyết áp cao, và thứ 10 là bệnh thận, 11 là huyết áp cao, 12 là loét chân quý vị ha, loét chân. Cái thứ ba đó là bị gastroparesis. Ok, là cái nó về cái hệ thống đường ruột và dạ dày của mình đó ha. Rồi tức là nó mess up, nó làm hư hỏng những cái bệnh liên quan tới dạ dày của mình đó, là cũng là biến chứng phụ của tiểu đường đó quý vị ha. Và biến chứng phụ thứ hai nữa là
nó cái thứ 10 14 đó là mất thính lực, là hệ thống nghe của mình cũng bị ảnh hưởng, mình bị điếc dần quý vị. Và cái thứ 15 đó là bệnh Alzheimer, là mất trí nhớ quý vị nha, cái bệnh đó là vô cùng khủng khiếp. Và cái thứ 17 đó, viêm nú răng kinh niên ha. Thành ra các bạn nào mà bị viêm nú răng hoài mà tại sao không thấy lành đó là đi đi khám về đường đi quý vị ha, có thể là bị tiểu đường nha quý vị nhé. Rồi thì với bác sĩ, các cái hệ thống AMA tức là American Medical Association, là hệ thống y khoa của Hoa Kỳ, có nói rằng một một ounce của phòng ngừa có giá trị bằng một pound của chữa bệnh ha. Thì một lối sống lành mạnh có thể không chỉ ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 đó, mà còn có thể đảo ngược nó nữa quý vị nha. Thì chỉ cần cái lối sống lành mạnh mà mình sẽ sắp sửa đưa ra là cách ăn uống, tập thể dục nha quý vị ha. Và với sự quan tâm thích hợp đến chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh ha, thì cái bệnh thà bệnh tiểu đường loại 2 có thể chữa được, và phần lớn trong các trường hợp không cần thuốc tây, không cần bất kỳ loại thuốc nào nha quý vị. Đây là bài nói của mình là lấy ra từ AMA, American Medical Association đàng hoàng nha quý vị ha, chứ không phải là mình bịa ra. Ok rồi, bây giờ cái thứ nhất là nói về ăn uống nè quý vị. Đặc biệt nếu quý vị muốn phòng ngừa tiểu đường hoặc là đã bị tiểu đường rồi, thì đặc biệt để ý về chất xơ. Chất xơ tiếng Anh nó gọi là fiber. Cho những người bạn nào trẻ nói chất xơ là cái gì, thì bây giờ nhân tiện đây nó là fiber quý vị, F-I-B-E-R. Thì là một cái sự thay đổi quan trọng trong chế độ ăn uống của mình, là tăng lượng ăn chất xơ mà mình ăn mỗi ngày. Có hai loại chất xơ, hòa tan và không hòa tan. Thì chất xơ hòa tan đó có thể hấp thụ được trong nước và trong đường ruột, tại vì nó hòa tan cho nên nó hấp thụ được vô trong đường ruột của mình. Nó làm chậm tiến trình tiêu hóa và giúp cho mình cảm thấy ăn no, mình no lâu hơn quý vị ha. Và chất xơ không hòa tan đó thì nó làm tăng tỷ lệ tiêu hóa qua đường ruột, và nó làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng cho mình, và ngăn ngừa táo bón, và giúp duy trì cân nặng, giúp duy trì cho cái trọng lượng của mình đừng có bị quá cân, tức là không có bị béo phì đó quý vị. Mà mình cần cả hai chất xơ hòa tan và không tan trong một kế hoạch dinh dưỡng cân bằng và khỏe mạnh. Và quý vị có biết rằng là trong cái công ty Pharmanex New Skin của mình có cái sản phẩm gọi là Nutrify ha, Nutrify, sản phẩm của Pharmanex New Skin Nutrify cực kỳ rẻ và cực kỳ tốt. Nếu quý vị nào lười ăn chất xơ, tí nữa mình sẽ nói chất xơ là gì, quý vị nào mà không có thể mà đi ra chợ mua chất xơ để ăn như mình, hoặc là lười đi kiếm chất xơ để mua và cho vô miệng ăn, thì uống một ngày 2 muỗng Nutrify, sản phẩm Nutrify của Pharmanex New Skin, dưới 30 đô một tháng dùng là an toàn đầy đủ, và nó ngăn ngừa tiểu đường cho mình. Mà mình đã bị tiểu đường rồi, nó sẽ làm giảm dần và khỏe ra dần quý vị nhé. Ok, nó hỗ trợ đó, nói vậy đi nhé. Thì trung bình đó, mỗi một người đó có thể ăn khoảng 15 gram chất xơ mỗi ngày. Thì mình nói cái đơn vị gram đây thôi, tại vì khi quý vị mua được cái lọ Nutrify đó, quý vị nhìn trên đó thì quý vị sẽ biết cái chất lượng của quý vị ăn là bao nhiêu nhá. Có trên hộp hết, mỗi ngày mình tiêu thụ bao nhiêu muỗng thì được bao nhiêu ha. Thì cái hiệp hội về tim mạch Hoa Kỳ, bác sĩ Hoa Kỳ về tim á, khuyến cáo rằng nên dùng từ 25 gram cho đến 30 gram chất xơ cho mỗi mỗi khẩu phần của mình ăn đó. Thì nhưng mà theo bác sĩ Joseph Mercola đó, thì ông cho rằng 50 gram của chất xơ mỗi ngày là tốt cho mình quý vị nhá, để duy trì đường ruột khỏe mạnh và sức khỏe tổng thể tốt cho mình. Chất xơ nó tốt tới như vậy đó quý vị ha. Thì lợi ích của chế độ ăn nhiều chất xơ bắt đầu bằng cái việc điều chỉnh tiêu hóa thức ăn của mình, để mà cái việc tiết ra cái chất leptin ở trong cái tế bào mỡ của mình và ghrelin ở trong dạ dày của mình nó được tiết ra tốt và nó điều hành tốt cho con người của mình. Thì hai cái hóa môn này đó rất cần thiết trong nỗ lực của mình để giảm cân là một, và cảm thấy ăn đầy đủ và ăn no, thành ra không có hay ăn bậy, và do đó mình ngăn ngừa được bệnh tiểu đường quý vị ha. Thì chất xơ cũng làm giảm nguy cơ bệnh tim, bình thường hóa chuyển động ruột của mình, và làm giảm mức cholesterol, và làm giảm nguy cơ sỏi mật và sỏi thận. Chất xơ nó như vậy ha. Thì quý vị nhớ lọ Nutrify của Pharmanex New Skin rất đơn giản dễ dùng mà vô cùng không có mắc nhá. Thì ok, thì trong cái nếu mà mình nghĩ rằng là mình phải ăn ngũ cốc đó, như là một cái những cái tin tức trong quá khứ là sai đó nha quý vị. Còn ngũ cốc đó, tiếng tiếng Việt Nam mình gọi là ngũ cốc, tiếng Anh nó gọi là grain á. Ngày xưa mình cứ hay ăn grain, tại vì mình đọc tài liệu mình thấy grain nó tốt cho mình, cái đó là sai, phải sửa đổi lại quý vị nhé, không có ăn grain, Grain. Còn nếu mà tiếng Việt gọi dịch là ngũ cốc á,
Thì bây giờ mình không ăn bánh mì bằng grain mà làm bằng bread nữa, hay là bánh mì mà nó làm bằng wheat hay là grain á, là tránh xa quý vị ha. Là bởi cái vị PhD này từ Đại học Colorado á, thì cái vị Dr. Lauren Corden PhD nói rằng không có nhu cầu, mình con người mình không có nhu cầu ăn ngũ cốc. Và đó là khuyến cáo, đồng thời đó cũng là khuyến cáo của USDA, tức là cái hội nghị mà về dinh dưỡng của Hoa Kỳ đó quý vị. Và họ họ nghĩ rằng đó mình không không cần phải ăn ngũ cốc để mà tốt hơn cho mình nhá. Thì cái đó là cái tư tưởng mà sai lầm, nó cũng đã kéo dài trong quá lâu trong cái chế độ ăn uống ở Hoa Kỳ đó. Ok, thì các nguồn bây giờ đây là các nguồn mà sơ mà tốt nhất trong chế độ ăn uống của mình. Mà nếu mà các bạn không muốn uống cái bột Nutrify của công ty đó, thì đây là các mà các bạn có thể ăn này ha. Mình ăn quả mọng tiếng Việt là gì, cô dịch ra từ tiếng Google nó là quả mọng. Rồi súp lơ đó quý vị, là cái bắp cải màu trắng đó. Ha, rau củ như là hành và khoai lang đỏ nè, rồi các loại đậu nè, rồi rau như là broccoli nè, với lại Brussels nè ha. Đây là những thứ rau mà có chất xơ mà quý vị có thể ăn nhiều để có chất xơ trong người. Rồi các cái loại đậu xanh đều ăn được cả, và hạt tiêu và quế. Quế cũng là có nhiều chất xơ cho mình ha quý vị ha. Và bột hạt lanh tức là flax seed. Rồi các loại berry, blueberry, strawberry đều có chất xơ, và hạt nut almond ha. Rồi cauliflower và onion và sweet potato, rồi các loại bean và các loại pea. Pea là cái đậu tròn tròn nhỏ nhỏ đó quý vị. Rồi các cái loại green bean ha. Thì đó là những cái loại mà cho mình chất xơ nếu quý vị muốn ăn, thay vì uống Nutrify của Pharmanex Nu Skin. Ok, Nutrify một lần nữa mình đánh vần là Nutrify. Nếu mà có một số bạn mới nói cô nói cái gì vậy ha, thì đó là cái sản phẩm mà của công ty mình. Thì một trong những lợi ích của việc ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ đó là bạn có thể dễ dàng giảm cái lượng carbohydrate là tinh bột đó, mà mình tiêu thụ. Và khi chuyển hóa trong cơ thể đó, carbohydrate đó, tức là tinh bột chuyển thành đường quý vị. Carbohydrate tức là tinh bột chuyển thành đường nhé. Mình ăn bánh mì, ăn bún, ăn cơm, vô người mình nó thành đường quý vị, chứ không phải là ăn đường mới có đường đâu quý vị ha. Ghê chưa? Thì nó làm do đó, từ carbohydrate tức là từ tinh bột nó ăn mình ăn vô thì nó thành đường trong cơ thể mình, do đó nó tăng cái sự phóng thích của cái chất hóa môn insulin và ảnh hưởng đến chức năng leptin là cái hóa môn mà tiết ra từ tế bào mỡ của mình ha. Thì cái do đó nó mới là mess up, nó làm nguy cơ bị tiểu đường gia tăng cao hơn nhá quý vị ha. Thì do đó mình phải ăn, nghĩa là càng nhiều chất xơ càng tốt. Thì khi mà chất xơ vô đó thì nó cái tác dụng của nó là làm giảm nguy cơ của chất tinh bột. Thành ra các bạn nào thích, bây giờ các bạn nào có cảm giác như là mình ăn tinh bột hơi nhiều đó, thì cái ngày hôm đó mình ăn chất xơ nhiều vô để nó làm giảm cái sự nguy hại của tinh bột của mình nha quý vị ha. Như là lỡ đi ăn tiệc, ăn đám cưới mà ăn nhiều bún, nhiều phở hay là nhiều nhiều bánh hỏi vậy đó, thì đi về uống ngay cái bột xơ vô trong người để mà nó làm giảm những cái lượng đường mà đang gia tăng cao trong máu của mình ngay lập tức quý vị ha. Thì cái đó là cái cách troubleshooting mà nhanh nhất ha. À, troubleshooting là giải quyết nhanh nhất để mà làm giảm cái lượng đường trong mình, tại vì mình lỡ ăn bún, ăn tinh bột nhiều quá đó quý vị ha, là sơ nhá. Rồi ok, thì ông khuyến cáo là mình chỉ được ăn 50 gram của chất xơ mỗi ngày, nhưng mà một ổ bánh mì đó là 350 gram quý vị, tinh bột đó. Thành ra mình phải ăn chất xơ nhiều hơn để mà trừ đi 350 gram của tinh bột này. Nói tóm lại nó là tóm tắt là như vậy ha quý vị ha. Cái thí dụ á, ok, thì đây là mình có cái qua một cái đề tài khác á, là 7 cách tự nhiên để kiểm soát đường trong máu của mình. Cái thứ nhất là tăng cường chất xơ, thì bao bao gồm cả những cái gì mình nói từ hồi nãy đó, là các thức ăn đó hết quý vị ha, và lý tưởng là 50 gram chất xơ mỗi ngày nha quý vị. Thì ok, và 50 gram là bao nhiêu, thì cái trong cái hộp Nutrify đó nó có nói là mỗi một muỗng là bao nhiêu gram cho mình ha, thì mình có thể đoán đoán được. Còn các loại rau mỗi một cái khẩu phần là bao nhiêu, ở trên Google nó có nói, thì dụ như mình ăn một cái chén broccoli đó thì trong đó chất xơ là bao nhiêu nó đều có hết quý vị ha, chịu khó Google nhá. Rồi còn cái đó là cái thứ nhất, là mình kiểm để kiểm soát đường máu của mình đó, tức là hỗ trợ đừng cho đường máu cao đó. Cái thứ nhất là tăng cường ăn chất xơ, cái thứ hai là giảm số carbohydrate tức là giảm tinh bột quý vị ha, ăn kiêng ăn carbohydrate
nhá, tại vì cái ăn cái carbohydrate nó làm stress cho, nó làm stress tức là nó làm căng thẳng cơ thể mình, và tại vì nó làm cho mình bị viêm, nó làm mình insulin bị gia tăng ha. Thì mình muốn giảm cái số lượng carb để mà ok, thì cái đó là lý do là như vậy, tại vì ăn nhiều carb nó sẽ thành đường và nó làm cho cái cơ thể mình bị stress, tại vì cơ thể mình phải tiết ra những cái hóa môn để làm giảm cái lượng đường mà mình ăn từ tinh bột mình ăn rồi, làm mà ăn nhiều carb á, nó cũng minh chứng là làm viêm cho nhiều cho mình, làm cơ thể mình bị viêm quý vị ha. Thành ra tóm lại là giảm ăn tinh bột đi quý vị nha ha. Rồi cái thứ ba đó mà để chống lại phòng chống bệnh tiểu đường á, là mình ăn nhiều chất béo mà chất lượng cao. Chất béo chất lượng cao có nghĩa là chất béo tốt. Thì khi mà mình ăn giảm cái lượng carbohydrate đó thì mình phải thay thế cơ thể mình bằng chất béo mà có chất lượng cao, thì mình lựa chọn tốt nhất đó là những cái chất béo mà nó lành mạnh, cần, tại vì chất béo chất lượng cao đó, chất béo tốt đó thì nó cần thiết cho sức khỏe của tim là một, sức khỏe của não là hai, và nó có thể điều chỉnh được các quy định di truyền và ngăn ngừa ung thư cho mình quý vị ha. Ba thứ ghê chưa, chất béo tốt, sức khỏe tim, não và ngăn ngừa ung thư cho mình. Thành ra đừng coi thường chất béo tốt. Thì đây là những chất béo béo tốt mình có thể chia sẻ với quý vị ha, là bơ, nhưng mà phải là grass fed beef, tức là bơ mà làm ra từ con bò mà ăn cỏ quý vị ha. Cái thứ hai là dầu dừa, mà dầu dừa đó là phải dầu dừa ép lạnh, chứ còn dầu dừa mà cái kiểu như ở bên Việt Nam mình làm là dầu dừa họ làm, họ để lên, họ làm bằng nhiệt á, họ họ đun nóng rồi cho ra cái dầu dừa đó vô cùng độc, không có đụng tới quý vị. Ở bên Mỹ mình những cái chỗ mà bán organic product như là Trader Joe với lại Whole Food á, là cái nơi mà mình đi vô mua đó, mình mua những cái loại dầu, đồng thời á, và dầu dừa là organic mà nó phải ép lạnh, nó là cold compress organic coconut oil, tức là dầu dừa ép lạnh, mà lúc mà mình mua đó cái loại cái dầu dừa nó trắng và nó trong chứ nó không có màu, cái đó là dầu dừa đúng để ăn, còn dầu dừa mà có màu ngã vàng là dầu dừa nóng, là ăn vô cùng độc hại. Dầu dừa phải ép lạnh quý vị ha. Rồi rồi các cái loại như là các cái loại nấc như là macadamia nấc đó quý vị ha. Rồi dầu ô liu be sure là phải mua cold compress olive oil nữa, tức là phải mua dầu dầu ô liu mà ép lạnh ha, cold compress olive oil. Nó khác biệt như vậy, có nhiều ô liu ngoài kia bị giả đó quý vị, thành ra phải rất là cẩn thận. Rồi mình có thể ăn trứng, trứng gà mà trứng hữu cơ, trứng organic trứng, chứ không phải là mình có thể ăn trứng gì cũng được quý vị. Và một cái loại dầu nữa mình có thể ăn là palm oil, tức là tiếng Việt Nam nó dịch là dầu cọ, còn tiếng Mỹ là palm oil, tức là PALM đó quý vị ha. Thì cái đó là điều thứ ba là mình làm trong cái việc ngăn ngừa tiểu đường, và đã có tiểu đường cũng cần phải làm để giảm bớt dần ha quý vị. Điều thứ tư mình phải làm là tập thể dục quý vị ha. Thì các bài tập ngắn hạn và dài hạn dường như không ảnh hưởng đến cái lượng leptin, mà leptin tức là cái chất hóa môn mà trong tế bào mỡ của mình đó, mà bài tiết trong cơ thể mình. Thì tuy nhiên tập thể dục có tác động đáng kể đến sức đề kháng của cơ thể mình với cái hóa môn leptin quý vị ha. Thì bạn mình mà càng tập thể dục á, thì tế bào của mình càng nhạy cảm với leptin. Leptin là cái hóa môn ở trong tế bào mỡ của mình á, thì mình càng tập thể dục thì tế bào mình càng nhạy cảm với leptin, và khi cơ thể mình trở nên nhạy cảm với leptin á thì nó sẽ làm giảm khả năng đề kháng với insulin, và do đó mình giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường quý vị nha. Ok, rồi cái điều thứ năm là mình phải trong người mình lúc nào cũng phải phải được đầy đủ chất nước. Thì tại vì khi mà mình bị mất nước đó, gan sẽ tiết ra một cái hóa môn làm tăng lượng đường trong máu của mình. Thành ra khi mà mình được đầy đủ chất nước trong người mình đó, thì lượng đường trong máu của mình thấp hơn một cách tự nhiên quý vị nhá. Thì do đó mình phải giữ độ ẩm tốt bằng cách là theo dõi cái màu nước tiểu trong ngày của mình đó. Màu sắc của nước tiểu của mình nên có màu vàng nhạt, và đôi khi chỉ và đôi khi đó là cơ thể của mình ok, thì mình uống mà nhờ uống nước nhiều đó thì mình không có bị cảm giác đói nhiều á, thành ra mình không có ăn bậy quý vị, mình không có ăn tinh bột nhiều ha. Thì uống một cái ông bác sĩ Mercula khuyên rằng uống một ly nước lớn trước tiên và khi mình thức á, và khi mình thức dậy đó ha, thì tốt cho mình. Ok, thì trước khi ngay cả trước khi mình xác định là mình có khát nước hay không á, thức dậy một cái là mình uống một ly nước lớn vậy đi ha. Rồi, và điều thứ sáu đó, để ngăn ngừa tiểu đường và làm giảm tiểu đường của mình đó, là mình phải giảm stress, giảm căng thẳng cho cái hệ thống thần kinh của mình. Tại vì khi mà đầu óc của mình bị căng thẳng đó, cơ thể mình tiết ra hai cái hóa môn là cortisol và glucagon.
ha. Cortisol là C-O-R-T-I-S-O-N và glucagon là G-L-U-C-A và G-O-N, quý vị ha. Thì cả hai đều ảnh hưởng đến cái lượng đường trong máu của mình và kiểm soát mức căng thẳng của mình bằng cách tập thể dục là 1, thiền là 2, yoga là 3, hoặc là cầu nguyện, hoặc là những cái kỹ thuật cơ giản như là tập khí công hay là gì đó, quý vị, tài chi ha. Thì những cái kỹ thuật này có thể làm giảm căng thẳng và làm giảm stress cho mình, và do đó nó giải quyết được cái vấn đề tiết insulin. Và kết hợp với các chiến lược làm giảm sự đề kháng insulin, mình có thể ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường, quý vị. Và cái điều thứ bảy là ngủ đầy đủ ha. Thì nếu mà mình ngủ kém đó, mình mất ngủ đó, thì nó sẽ làm giảm cái sự nhạy cảm với insulin, và do đó mình bị tăng cân. Tức là cái nhạy cảm insulin là insulin sensitive đó, quý vị ha. Thì do đó mất ngủ nhiều đó, mình cũng bị làm giảm cho cái sự nhạy cảm với cái insulin, và do đó nó đưa đến sự tăng ký cho mình nha. Thì cái đó là mình đã nói cho quý vị 7 điều mà giúp cho ngăn ngừa tiểu đường, và giúp cho mình đã bị tiểu đường mà mình đi theo cái 7 điều này đó, mình cũng từ từ mình giảm tiểu đường và reverse được cái bệnh tiểu đường của mình. Tức là mình đã có một khách hàng đó mà đã bị chích mỗi một ngày 3-4 lần đó quý vị, và bây giờ đã xuống chích rồi quý vị, chỉ còn uống cái pill thôi. Thì nếu mà đi người này là người Mỹ, và đi từ từ, cái bạn này có thể là xuống luôn cả pill quý vị nha. Rồi, thì bây giờ nếu mà sau khi mình làm những sản phẩm, những cái điều trên, mình vẫn phải dùng sản phẩm bổ sung quý vị. Kể cả một người khỏe mạnh như mình không bị tiểu đường, mình vẫn dùng ba cái sản phẩm mà mình sắp sửa nói với quý vị đây. Để chi? Để mình phòng ngừa tiểu đường, rất sợ tiểu đường quý vị. Thì ba cái sản phẩm đầu tiên mà mình nói đó là Lipac Nano. Cái thứ nhất là Lipac Nano quý vị. Thì đây, cho những bạn mới ha, hơi bị ngược chữ chịu khó nhé. Tại vì trong Lipac Nano, hôm nọ mình đọc nó có cái chất chromium và tất cả những nhiều thứ khác nữa, có hơn 60 thứ trong này, nhưng mà đặc biệt là cái chất chromium đó, nó điều khiển nó regulate tiểu đường rất là tốt nha quý vị, không nói sâu hơn. Thì đại khái là như vậy. Lipac Nano là một, và cái thứ hai đó là Eloxyut. Quý vị nha. Eloxyut. Ok, là nó cũng hỗ trợ được tiểu đường. Nhá. Và cái thứ ba là Rishimax. Rishimax là có nhiều minh chứng lâm sàng là hỗ trợ tiểu đường, mà nó xảy ra cho chính mình nhá. Chính mình bằng kết quả thử máu đàng hoàng, mình đã dùng nó và mình đã cái lượng đường trong máu mình nó đã giảm, và mình không có tiểu đường, nhưng mà cái một cái buổi sáng nọ mình có nói trong những câu chuyện trước rồi, là mình bình thường đường buổi sáng của mình là 90, nhưng mà cái buổi sáng hôm đó sau 2 tuần vậy đó, mình uống Rishimax thì đường của mình xuống còn có 60 thôi quý vị. Sau khi mình uống một ly cà phê sữa và ăn một đĩa bánh cuốn, hồi đó là lúc đang ở Việt Nam ha, thì mình mới giật mình là cái này nó có tác dụng giảm tiểu đường quý vị, và mình dùng cái này để mình hỗ trợ cho các khách hàng mà bị tiểu đường và được minh chứng bằng kết quả khoa học xét nghiệm. Rồi thì cái bài nói chuyện của mình đến đây là chấm dứt, và cảm ơn hơn 300 vị hồi nãy có mặt trên cái bài nói chuyện của mình ngày hôm nay, và chúc các bạn một Việt Nam một tối ngủ ngon, các bạn ở Mỹ một ngày làm việc tốt và có sức khỏe tốt và vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Săn sóc sức khỏe chủ động là một bổn phận trách nhiệm với gia đình mình và những người mình yêu thương quý vị, tại vì nếu mình bị bệnh, mình không giúp ích được gia đình mình, và mình tính nói tồi tệ hơn là mình xin lỗi, mình phải sửa lại cái tai hại chứ. Và cái tai hại hơn nữa là mình có thể là gánh nặng cho gia đình mình nếu mình bị bệnh tiểu đường quý vị. Đừng để bị tiểu đường, khủng khiếp lắm. Rồi, xin thân chào tất cả các bạn một lần nữa, và xin chúc một ngày vui vẻ, bình yên, hạnh phúc với gia đình. Xin chào ạ.